Dạ, cậu có nhà không? Có cô lại coi cây ấy Dạ đây đây, con ở đằng trước nè, con đem bé gồ lại là coi luôn. Dạ. cậu ra cậu mở cửa chứ. Dạ. Bận về lúc con lái đó, chuyển từ từ 605 qua 405 đó, lúc đó cậu với hai ông kia ngủ hết rồi. Rồi bắt đầu nó làm cái phùm, là lúc đó là con gồng, con giữ giữ tay lấy cái cứng, bắt đầu con dạ. Bắt đầu con mới giật signal đang ở len kế len trái. Tức là bốn len là con ở len thứ nhì. Dạ. Dạt từ từ vô, con vẫn bình tĩnh lái, cậu đâu có hay đúng không? Đó. Dạ. Con ngó ký cho hậu rồi giật xích nồ đó. Dạ. Con giật xích nồ bắt đầu con coi clear hết rồi, từ từ con mới đổ qua đó. Lúc đổ qua vô tấp vô lề đó, lúc đó cậu hay chưa, lúc con vô lề đầu tiên đó chưa hay chưa hay nữa. Cái con thấy chỗ đó là nó hẹp quá, mà mình xuống mở cửa là xe đúng, kia đó đúng đúng rồi, bắt xe dạ yeah. tới đụng mấy trường hợp bị hoài dạ đụng bảy xe dạ chết luôn, cậu con mới lết lên nữa. Lết. Sao có cái chỗ như offset dạ dạ vô dạ vững rồi con lết lên mà chứ không có exit nào để mình không. Ra thường mấy cái đó kiếm exit ra không, bởi ngay bị ngay chỗ đó là cái giao điểm giữa vừa cuối 605 đổ qua, bởi vì cái exit là trước đó hoặc là sau đó khi mình qua 405 mới có. Không mà sao con kiếm được cái không hơn, cái đó hên chứ con đâu có kiếm nó offset vô dạ. Thì có chỗ đó nó an toàn. Con chạy đại lên con coi chỗ nào rộng đặng con lấn vô vậy thôi. Ôi mà ông gì không cứ đi lòng vòng đó thì mà trời quá. Cậu thấy con la không? Ừ. Ôi mà xe mình chết rồi. Cái đó ông ra ông là bao nhiêu tiền đi? Xe lộ mà nó chạy. Dạ. Vô vô vô. Mèo một giờ 70 mèo. Ý lúc đó đầu lúc đó 8 giờ mấy, xe còn nhiều lắm à. Cậu ngồi cũng sợ luôn, mẹ xe nó chạy ngang nó chết mình. Xe nó chạy ngang. Nhưng mà cũng hên có cái là ổng còn nhớ, ổng đưa cái key. Ổng đưa cái key. Dạ. Yeah. Nếu như mà ổng không nhớ đưa key là cũng không mở được. Dạ. Yeah. Ổng có như giải cũng sai nhưng mà như vậy. Lúc đó bắt đầu ổng tỉnh rồi đó. Quả rồi. Chứ lúc mà mới vừa lái ở trên chỗ nhà anh Huệ ra, mình thấy nó không có lối để nhập 605, con nói ồ chết rồi, cái kiểu này mình phải chạy lên tới 57 mới được á. Nhưng mà sao có con giờ có dạ. Tới chừng mà đổi qua được 605 á, lúc đó ổng thức, nhưng mà cái kiểu ổng xỉn, ổng nói fuck chạy có đúng không, mà sao mà sao thấy kỳ quá vậy nè. Con tưởng ổng chạy, con tưởng là ổng nói giỡn. Ai về ổng xỉn á, ổng chửi sản đó. Dạ. Đó. Để nhắm nhở không nổi đi giờ xách xe. Dạ. Yeah. Đó. Nhiều cũng nguy hiểm đó nha. Dạ. Yeah. Đó rồi xách xe. Mà hên nó làm cái phum một cái mà con vẫn còn bình tĩnh. Con lái cứng. Dạ. Yeah. Cậu biết không? Bữa đó hên đủ thứ. Trong mình con có rượu, bữa đó con uống nhiều chứ, tại đi với ổng thì con đinh ninh lại khi về con khỏi lái rồi. Lúc cậu gọi con là gần 3 giờ mà cậu kêu 3 giờ rưỡi có mặt. Đó. Mà lucky có cái là con chưa có chạy về ở trên con hân trển. Nó. Dạ. Mà ba thằng đi mà ba uống hết rồi sao lấy về. Yeah. Cái việc uống nhiều đâu. Để chứ nếu mà con chạy về trên Oren là con học xuống nữa đâu. Dạ. Mà hên đủ thứ, nếu bữa đó mà có xảy ra tai nạn á thì thế nào nó cũng thử máu con á, nó nghi là bữa đó là con dính liền á. Lucky. Mà lúc ngồi ở nhà anh Huệ đó, ngồi nhà anh Huệ là con thấy tình hình mà mấy ông uống ào ào kiểu này là dầu con tỉnh con cũng không dám để ổng lái nữa đó, thành thử rồi bắt đầu con ngưng liền. Chứ hồi đi là đinh ninh là có ổng lái rồi, bận về là con khỏe, con uống tự do rồi. Bây giờ đi nhậu mà tự rót rồi thấy nhớ anh Tuấn á. Tự rót luôn. Yeah. Chứ có anh Tuấn là Tuấn anh mình chưa kịp uống hết nữa là anh hối anh rót rồi.
uống rượu, anh Phúc anh giận á, anh giận anh Tấn á, cái thằng nó uống một trâu uống nước vậy. Uống trời ai uống cho chết thôi. Thôi cũng hên. Rồi sao sao bận về anh Minh rủ gặp cái thằng Cường đó hả? Không, bởi vì á anh Minh á, như nó chờ ông anh chờ. Lúc mà bận đi đó là cái tay Cường là đã gọi anh Minh rồi, cho nên lúc mình ngồi trên nhà anh Huệ là hai tay có liên lạc với nhau, mới hứa mới hối về về lẹ lẹ nữa đó đó. Vui hên, con nghĩ ra là con hên, hên lắm hên. Hên là bình tĩnh, thứ hai không xảy ra tai nạn, mà nếu xảy ra tai nạn là có là con rắc rối á, lớn đó. Bởi vì ông Minh ông cảm ơn con quá trời. Lúc con hỏi ổng á không mở được á, con hỏi ổng có bảo hiểm 2 chiều không, rằng kêu thô. Ổng nói nô, con nói nô chết tía rồi, bữa mình ở đây mà chờ phe nhà tới rất kêu là chết luôn rồi. Cuối cùng là về tới nhà an toàn, mà bữa đó mình ngồi đó từ 8 giờ mấy mà cho tới Tấn Vũ tới rồi tan hàng á là khuya lắm. Gần 2 giờ đó. Về mở trong mở kêu. Đó thì lúc con có quay cái đoạn mà cậu trả lời phone á, trong cái clip cái đoạn Tấn Vũ lại ngồi kế cậu đó, cái đoạn còn. Nó nhiều, nó cũng uống rượu dữ. Chơi. Bởi vì bây giờ cái gì con cũng quay hết á. Cậu nhớ cái vụ anh Tuấn anh nói chuyện không? Anh nói chuyện trên trời đó. Mà mình tiếc cái lúc đó mình quên quay. Vui rồi. Yeah, chứ quay để nhắc đời. Nghĩ chế cái gì đó. Bắn bồng bồ xong đều vô cắt. Phi thiệ y tinh gì đó. Ở trên trời á mà đem vô cắt. Giống như thằng thoại. Dạ. Dạ. Hổm rài cả tuần lễ con không về trên này đó. Lá nó dữ lắm rồi, con phải quét. Mỗi lần con quét vậy ha, nhiều khi 2-3 thùng lá đó. Trời ơi, dữ ta. 3 cây nhãn, 3 cây bưởi. Mấy đứa nhỏ nó gặp tầm vượt chắc nó mừng á. Bẻ cá cá đi. Dạ không, vậy đủ ăn chơi vậy chứ. Chứ cái này á nhiều, thật nhiều như kiểu Việt Nam á, cái đâm dầm cái bỏ nó mắm đường rồi ha. Dạ. Cô có cái bông đó không? Đây nè. Cậu vẽ cho con vài cặp đi, con ghi. Dạ. Rồi cậu mở cái cổng chặn chó giùm con. Không thôi để cái này đỡ kìa, chó nó. Rồi, không thôi nó vô nó ị. Dạ. Cậu lên cái này ra đây nè. Trời nó nặng ông. Mà gai quá trời luôn. Ừ. Cậu, con về. Thank you for watching.